Nhắc đến Phạm Kim Huệ, có lẽ người hâm mộ thể thao cả nước sẽ có rất nhiều những từ ví von dành cho chị, hoa khôi bóng chuyền Việt Nam hay phụ công số 1 Việt Nam. Tất cả những lời ví von đó đều đúng. Tuy nhiên giờ đây, chúng ta lại có thêm một tên gọi khác khi nhắc đến Kim Huệ. Với 17 lần góp mặt tại giải bóng chuyền vượt quốc gia, chị đang là người nắm giữ kỷ lục, là vận động viên bóng chuyền tham gia nhiều giải vượt quốc gia nhất cho đến thời điểm hiện tại. Còn một giây một phút trên sân thi đấu thì mình cũng thi đấu hết mình cho đến lúc mình giải nghệ, và hy vọng là giải vô địch quốc gia 2016 sẽ để lại một dấu ấn cho mình để mình giã từ sự nghiệp trong một cái gì đấy hạnh phúc ngọt ngào. Năm nay đã bước sang tuổi 34, gánh nặng gia đình cũng như những lý do riêng đã khiến chị phải quyết định giã từ sự nghiệp vận động viên. Tuy nhiên ngọn lửa đam mê trong con người chị đã được nhen nhóm lên theo một cách rất khác. Thì mình cũng rất mong muốn là sau này khi giải nghệ thì mình sẽ ra làm huấn luyện viên để truyền đạt lại kinh nghiệm cho các em trẻ cũng như các cháu những cái gì mà mình có được để giúp cho một phần nào đấy nền bóng chuyền Việt Nam của mình đi lên. Giải vô địch quốc gia năm 2016 sẽ là giải đấu cuối cùng của Kim Huệ với tư cách là vận động viên. Hy vọng sau khi chia tay thảm đấu thì những kinh nghiệm quý báu, ý chí hay cả nhiệt huyết thi đấu của chị sẽ được truyền lại cho những lớp đàn em, để trong tương lai bóng chuyền Việt Nam sẽ lại xuất hiện những vận động viên tài năng như Kim Huệ.